Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cây bút Pentel Tradio. Ở đây tôi có 3 màu, là màu đen, màu xanh và màu đỏ. Thì cây này nó chỉ có 3 màu như thế này thôi. Bút này nó có hai cái điểm đặc biệt. Thứ nhất đó, là cái đầu bút hình tam giác khá là lạ. Hay như bạn thấy ở đây, chất liệu để làm nên cái đầu bút này khá là cứng. Khi mình viết xuống, nó mang lại cho mình cảm giác như là cái đầu bút này là bằng nhựa, nhưng mà thực chất thì chất liệu của nó như mình thấy ở đây là bằng nỉ cứng, nhưng không phải là nhựa, nhưng mà nó khá là cứng. Cho nên lúc đầu mà mới sử dụng thì mình có cái cảm giác như là cái đầu bút này làm bằng nhựa hơn. Điều đặc biệt thứ hai là khi mình sử dụng hết mực, bạn có thể thay thế mực khác vào. Giá thành của cái mực thay này nó chỉ bằng một nửa của cái bút thôi, cho nên khá là kinh tế. Và khi các bạn thay bút, thực chất là thay mực, nhưng mà thực chất của nó là mình thay luôn cả một cái bút mới luôn. Bởi vì nhà sản xuất người ta làm thành một khối gồm có thân bút, đầu ngòi bút và mực đó. Nên tuy là giá chỉ có một phần nữa, nhưng mà thực chất là mình đang được một cái bút mới. Mình chỉ giữ lại cái phần vỏ bút. Đây là cái phần vỏ bút được giữ lại. Còn phần này là phần mực thay. Nếu như mình sử dụng hết mực thì mình sẽ bỏ cái này đi, mình mua một cái ruột mới mình thay vào là xong. Khá là đơn giản và thuận tiện. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn sử dụng cái bút này trong một số các cái nhu cầu. Thứ nhất á, là các cái nước như là Nhật Bản hoặc là Trung Quốc thì người ta thường hay dùng cái bút này để viết chữ Hán. Tại vì cái cấu tạo của cái đầu bút này nó sẽ giúp cho các cái nét biến thiên đậm lợt khá là linh hoạt. Ví dụ, tuy nhiên ở Việt Nam do mình ít khi dùng cái bút này để viết các chữ Hán tự hoặc là cái chữ Nhật thì người ta lại thường hay dùng cái bút này dùng để vẽ sketch hoặc là đi vẽ phác thảo ngoài trời, bởi vì cái các bạn đã lợi dụng vào cái khả năng mà tạo được nét mảnh, nét dày, linh hoạt, cộng với lại cái độ cứng của cái ngòi và cái khả năng ra nét nhanh. Đây, khả năng ra nét rất là nhanh. Mình có thể đi mạng mảnh dài và mảnh để mình thực hiện các bản vẽ phác thảo khá là sinh động và đẹp mắt. Một cái nhu cầu khác mà mọi người cũng thường hay dùng đối với lại cái cây bút Pentel Tradio này đó là ký tên. Như mình nói lúc nãy là cái khả năng ra nét và ra mực của nó rất là nhanh, nên người ta dùng để ký tên, cảm giác khi mà mình ký á, nó rất là mượt mà nó rất là thoải mái. Và đặc biệt là cái chữ ký của mình, khi mà mình ký ra giấy thì nét nó cũng có nét mỏng, nét dày, nên nhìn cái chữ ký nó khá là sinh động. Đây, ví dụ như là tôi sẽ ký chữ ký của tôi cho bạn coi. Bạn thấy không? Nó sẽ có được những nét mỏng, nét dày.
cái nét nó sẽ mỏng dày và cái khả năng ra nét rất là nhanh. Tôi sẽ dùng bút để thực hiện một cái bản vẽ sketch ngoài trời để cho bạn dễ hình dung được là cái nét thực tế trên cái bản vẽ nó sẽ như thế nào.